Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và các bác hai cái mẫu loa Midmat tới từ hãng Around của Anh Quốc, xem nó như thế nào anh em nhá. Thì trước khi vào cái nội dung chính hôm nay thì em xin phép được test luôn cho anh em và các bác chất âm của hai cái cặp loa Midmat này trước, xem chất âm nó như thế nào trước nhá. Hiện tại là em đang test ngoài thùng anh em nhé. Đấy, xin phép anh em và các bác là em sẽ test ở bên ngoài thùng luôn. Và em sẽ kẹp trực tiếp dây đánh trực tiếp từ âm ly vào đây luôn. Đấy, để là không qua bất cứ một con tụ hay là con trở nào vào anh em nhé. Là đánh trực tiếp âm ly vào luôn này. Đây. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho trên đồn vắng thương em thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm đó. Ok, tiếp theo một cặp mà mít bát tiếp đi, con này màng lõm anh em ạ. Đấy, em cứ test cho anh em một vòng đã, rồi tí nữa em sẽ cuối video em sẽ test thêm cho anh em vào bắt một lần nữa. Anh thấy cái tần số dao động của con lõm này nó sẽ khác hoàn toàn so với dòng lồi kia đúng không ạ? Rồi nghe chất âm này anh em này. Mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen không nói nên câu ra từ. Con lõm này thì khi mà bên em mà để tay này anh em này, sờ rất là mát vì hơi nó đánh ngược lại này anh em này. Đấy, khi mà đánh thẳng thì ba chất âm nó đều ra luôn anh em nhá. Bát, trung và chép nó đều có trong cái giải này luôn. Đấy. Thì con này thì anh em và các bác có thể mua về để anh em và các bác đóng loa, đóng thùng theo sở thích của anh em và các bác. Đấy, thì vừa xong là ngay đầu video em muốn test sẵn luôn cho anh em bác để anh em và bác thấy sự ngọt ngào trong sáng. Đấy, test luôn cho anh em bác cái giải nhạc lời. Ok, giờ em sẽ đi luôn vào cái nội dung chính ngày hôm nay anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên là cái cặp mid bass. Đấy, tới từ hãng Around mà ngay từ đầu em đã nói cho anh em bác đây là một hãng rất là nổi tiếng tới từ Anh Quốc anh em nhé. Around Rouse này anh em này. Đấy, có model sản phẩm là AT18MV mà con này thì có công suất lên tới 180W cho trở kháng 80 ohm anh em nhé. Đây, anh em nào biết tiếng Anh thì For Around Volca này anh em này, Bro by England. Đấy, England anh em nhé, England là Anh Quốc. Đấy, mà con này thì từ của nó sẽ là được bọc khử từ khử nhiễu luôn. Đấy, anh em nhìn củ từ gấu không, và bên này của nó có những cái lỗ bi này anh em này, lỗ bi này, kể cả những cái lớp những nước sơn của nó anh em nhìn côn này, nhìn cuộn côn anh em nhìn cuộn côn này. Nó làm khá là kín đúng không ạ, nó làm khá là kín. Nhưng mà khi anh em và các bác muốn test mid bass như em là em vừa là em test chay, em chưa cho vào thùng thì nghe chất âm của nó chưa được ấm áp lắm, nhưng mà nghe trực tiếp này nó khá là ngọt ngào rồi đúng không ạ. Nhưng mà khi anh em nhét vào thùng nó còn khác hơn nữa, nó còn hay hơn nữa và nó còn chất hơn nữa. Đấy, đây là cái gân bass của nó này anh em này. Đây, anh em nhìn nó được sơn nhũ anh em nhá, nó được sơn nhũ mà đây sẽ là sơn vỏ nhung này, nhìn rất là đẹp, nó đẹp từ những cái nước sơn luôn, đúng là cái hàng châu Âu nhìn nó khác bọt so với hàng châu Á cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy, em nhìn nó nước sơn nó đen tuyền đen nhám rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, mà con này thì có mức giá là 1.650.000 đồng cho một đôi anh em nhá. Bây giờ em xin phép là được đo kích thước luôn cho anh em và các bác. Đấy, đường kính toàn vành của con này là 14,5 anh em ạ. 14,5. Đây, đo đường kính toàn vành cho anh em nhìn. Em đang cầm bị ngược tay. Đây. Đấy, 14,5. Đường kính chéo ốc đây anh em ạ. Củ từ con này khá là to anh em nhé. Củ từ con này khá là to. Củ từ con này lên tới 8 phân rưỡi anh em ạ. Và chiều cao toàn vành là 8 phân. Đấy, anh em có thể mua về anh em thay thế vào những lòng mid bass hoặc anh em đóng loa hai đường tiếng. Con này nghe cực kỳ hay, để trong những phòng thẩm âm đấy ạ, tuyệt vời luôn. Đấy, đó, đây. Hoặc là anh em và các bác có thể mua về làm loa trợ lời cũng được anh em nhé. Mua về làm loa trợ đời
Thì ở trên tay em đây đang là một cái vành kèn tre. Đấy, anh em thấy xa xa kia là em đang để hai cái vành kèn tre hai bên đấy ạ. Là em đã tháo mất cái nó đằng giữa ra đấy. Em tháo mất cái nó đằng giữa ra để em nhét cái con này vào quay video cho anh em và các bác này. Đấy. Đấy, là sẽ để được như thế này anh em nhá. Để được như thế này, chúng ta có thể để rời được, làm loa trợ lời được. Đấy, đằng sau đây. Đấy. Nếu anh em và các bác nào có nhu cầu để rời bên ngoài là bên em cũng có thể DIY cho anh em và bác một cặp loa để rời được. Đấy. Cặp AT18MV có mức giá là 1.650.000 đồng. Đấy, rồi sẽ sang luôn cái mẫu khác luôn để đỡ mất thời gian của anh em và các bác. Mẫu tiếp theo là mẫu chép à mẫu mid bass màng lõm anh em nhá. Con này thì cụ từ không khác thì con kia là mấy, anh em thấy. Không khác thì con kia là mấy đúng không ạ? Cũng được bọc khử và có những lỗ bi ở đây. Đường viền và nước sơn y xì nhau vì nó cùng một hãng. Và con này thì có model sản phẩm là AT18ML. Đấy, con kia là MV, con này ML anh em ạ. Vì nó đều là mid bass. Và con này thì có công suất tương đương với con kia là 180W cho trở kháng 8 ohm. Đó. Đây, around. Em nhìn kể cả cái nước sơn đằng sau của nó cũng khá là đẹp, bóng nhẫy luôn này anh em này. Đẹp không? Đấy. Cũng Pro by England bình thường anh em nhá. Không khác gì cả. Đó, ủ từ được bọc, lỗ bi. Và như đường kính nó cũng y xì thì em không nhớ lắm nhưng mà vẫn phải đo chính xác cho anh em và bác. Đường kính bằng nhau luôn anh em ạ. Hai con này đường kính bằng nhau luôn, đều là 14,5. Nếu em không nhầm thì củ từ nó cũng bằng luôn. Nhưng mà vẫn phải đo lại một lần nữa. Củ từ bằng luôn này ạ, 8 phân rưỡi này. Chiều cao xem là bằng không. Chiều cao cũng bằng luôn. Là hai con này kích thước y xì nhau anh em nhé. Hai con này kích thước y xì nhau, đều đường kính toàn vành là 14,5. Củ từ 8 phân rưỡi và chiều cao toàn vành là 8 phân. Đấy. Và nhưng mà con màng lõm này thì nó lại có giá cao hơn anh em ạ. Để nói thì màng lõm này thì nó thiên về châu Âu nhiều hơn, chủ yếu những dòng bass châu Âu rất là nhiều những con màng lõm như thế này. Và những con màng lõm này lên thùng cực kỳ uy lực, nó đánh âm anh em ạ, nó đánh âm bass. Đây là con này nó lợi bass hơn cái dòng mà dòng lồi này anh em ạ. Đấy, nó đánh âm bass khi vào thùng, con này cái độ mát tay của nó ra nhiều hơn cái lỗ này em này. Đấy. Đây em sẽ test cho anh em bác một đoạn nhạc nhá. Con này thì giá cao hơn. Giá cao hơn. Con này thì có mức giá là 2.150.000 đồng cho một đôi, 2.150.000 đồng. Còn con kia thì giá là 1.650.000 anh em ạ. Em test luôn cho anh em. Yêu lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn. Che vào này anh em này, che vào này. Nghe chất âm khác hẳn luôn đúng không ạ? Ở phương này vui kịp sống chính nhân nhưng không quên dệt mờ âm lại ra đằng sau anh em ạ. Quay ra chất âm con này đánh âm thùng anh em nhé. Con kia đánh nổi thùng đấy, có nghĩa là khi anh em các bác lên thùng con này lại hay hơn cái con lồi này. Nó khi mà anh em và các bác nghe bên ngoài thì con lồi này sẽ nghe hay hơn. Anh cũng nghe này, đánh nổi. Đó, đánh nổi. Về cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng thương em thương đó. Nhiều lắm. Con này điểm nói cái độ phản hồi hơi của con này thì con này không bằng con kia được đấy. Đấy là cái nhận xét mà thực tế em đang test trên tay đây. Đấy là em mà thực tế là em nhận xét luôn, nó là như vậy luôn đấy. Còn anh em và bác nào mà muốn mua những cái dòng mid bass này về làm loa trợ lời thì anh em cũng có thể mà lấy thêm những dòng tụ 22 UF như này. Đấy, bên em có sẵn luôn anh em nhé. Đây em sẽ thử test cho anh em và các bác này. Test bây giờ test có tụ và chưa có tụ trước anh em nhé. Đấy, em sẽ gắn một con có tụ này và một con chưa có tụ nhé. Để test cho anh em và các bác. Rồi ok, bây giờ sẽ test con này trước này anh em này. Để anh em và các bác có thể thấy độ khác biệt hoàn toàn. Trời đã kia rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành. Rồi ok, tiếp theo sang luôn con này anh em này. Anh em thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn này. Cắt hết giải bát luôn đúng không ạ? Đó, thì đấy là một cái bài test nhỏ khi anh em và bác gắn qua một con tụ thôi. Đây là con tụ cản bát anh em nhá. Đấy, một con tụ 22 UF.
Anh em các bác nào lấy kèm với cả những cặp loa mid bass này thì sẽ có mức giá là 100.000 đồng cho một đôi này anh em nhá. Kèm 100.000 đồng thôi. Đấy. Ok. Thì anh em bác nào quan tâm đến hai cái dòng mid bass của Anh Quốc Around này thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio, hoặc anh em và các bác nào mà muốn độ chế vào những cái dòng kèn tre. Đây là vành kèn tre 30, đường kính 30 anh em nhá. Đường kính cho vành 30. Đấy, có mức giá là 550.000 đồng nếu mà anh em bác nào muốn DIY củ loa mid bass vào đây. Hay là bên em sẽ hoàn thiện cho anh em và các bác luôn. Đó. Đó. Ok, cặp là AT 18MV. Đấy, có mức giá là 1.650.000 đồng. Và cặp Around AT 18ML. Đấy, con này ML có mức giá là 2.150.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em và các bác được bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi mới hoàn toàn. Đấy, hàng chính hãng được bảo hành 1 năm 12 tháng. Anh em nhận hàng, kiểm tra chuẩn hàng, thanh toán. Ok, anh em và bác nào còn thắc mắc hay là còn những câu hỏi gì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.